Nhà cách mạng già Nua Fidel Castro của Cuba cho thấy ông tiếp tục chống lại quan hệ êm xuôi hơn với Mỹ. Ông nói với Washington, chúng tôi không cần đế quốc đó cho chúng tôi bất cứ bón quà gì. Ông Fidel Castro năm nay 89 tuổi và đã chuyển giao quyền lực ở đất nước Cộng sản vào năm 2008 cho người em trai Raúl Castro, 84 tuổi, đã không hiện diện trong suốt chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tuần trước chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đương nhiệm đến Cuba trong vòng 9 thập kỷ. Trong chuyến thăm đến La Habana, ông Obama tuyên bố chấm dứt năm thập niên thù địch giữa hai quốc gia, nhưng trong bài xã luận với lời lẽ đà kích dài 1.500 từ được truyền thông đăng tải hôm thứ Hai, ông Fidel Castro kể lại lịch sử của Cuba bắt đầu với chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha cho đến cuộc xâm lược vịnh con lợn được Mỹ hậu thuẫn âm mưu lật đổ ông vào năm 1961. Sự can dự của Mỹ ở Mỹ Latin thường được đan xen với Cuba, đảo quốc nằm ở biển Caribe, cách Mỹ 145 km về phía nam. Một căn cứ hải quân của Mỹ được đặt ở vịnh Guantanamo, Cuba, nơi Mỹ giam giữ những nghi can khủng bố từ Trung Đông. Trong một bài viết có tên Người anh em Obama, ông Fidel Castro trích dẫn lời phát biểu của ông Obama rằng giờ đây là lúc để chúng ta bỏ lại quá khứ ở phía sau nhưng nhân vật đã lên nắm quyền ở Cuba vào năm 1959 và cai trị đất nước trong nhiều thập niên nói Tôi hình dung rằng bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có nguy cơ bị đau tim khi nghe những lời này từ Tổng thống Mỹ. Hai nước đã mở cửa trở lại các đại sứ quán ở Washington và Havana. Mặc dù Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm vận thương mại với Cuba, song Tổng thống Obama đã nới lỏng các liên hệ kinh tế giữa hai nước. 50 năm sau khi ông Castro quốc hữu hóa các doanh nghiệp Mỹ ở đảo quốc, hiện nay các hãng hàng không Mỹ sẵn sàng bắt đầu 110 chuyến bay hàng ngày đến Cuba trước cuối năm nay và một số doanh nghiệp Mỹ đã triển khai hoạt động ở Cuba. Nhưng ông Fidel Castro dường như khó chịu về các mối quan hệ kinh doanh được đối lại. Ông nói: "Chớ có ai nghĩ rằng đất nước và nhân dân của đất nước cao quý và vị tha này sẽ từ bỏ vinh quang và quyền lợi của mình." Chúng tôi có khả năng sản xuất thực phẩm và của cải vật chất của mà chúng tôi cần với sự lao động và trí tuệ của nhân dân chúng tôi. Ông nói với ông Obama, gợi ý khiêm tốn của tôi là ông hãy suy nghĩ và chớ có cố gắng triển khai các lý thuyết về chính trị Cuba. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gặp gỡ chủ tịch Raul Castro nhiều lần trong chuyến thăm cấp nhà nước, kết thúc chuyến thăm với việc ngồi cạnh nhau xem một trận đấu bóng chày giữa đội tuyển quốc gia Cuba và đội Tampa Bay Rays.